cho anh hôm nay được buồn thì cháu vài phút thì sẽ khỏi. Cháu đi nụ cười nhận lại nước mắt để đổi và khóc một tí thôi. Chuyện ngày không em anh đã cố sống nhưng mà thật sự rất mệt mỏi. Cảm giác vô vị thiếu sự quan tâm từ hỏi làm sao anh chịu nổi. Anh đổi bệnh rồi vì bao ngày qua đã cố thức khuya chờ tin nhắn. Đổi lại được gì ngoài sự lặng yên cái nhìn vô tâm bên tránh mặt. Cứ ngỡ là lời em đang nhắc nhở anh à anh uống thuốc mau đi. Như sự chờ đợi sẽ đến bao giờ để trôi nước mắt cứ chẳng mi. Có lẽ hôm nay là ngày anh buồn nhớ dốt phép tắt phải không em. Vì lúc còn nhau mới khi anh buồn phải được em cho phép. Nhưng mà hôm nay nếu anh nói buồn ai sẽ là người nói không cho. Ai sẽ nổi nóng nếu anh dám buồn. Vợ dặn anh thật đó em cho anh xin một dòng tin thôi. Để dấu vợ nhớ anh nhiều lắm để anh cất giữ với lòng gật trái. Mới khi mệt mỏi lấy ca xem em cho anh xin một dòng tin thôi. Để dấu vợ cần anh nhiều lắm để anh vẫn biết mình cầu ý nhẹ mỗi khi nhịp tim mình đập chậm. Cho tôi hỏi còn bao lâu nữa tôi sẽ nhận được một phút để vui. Phải đánh đổi bao nhiêu nước mắt nữa tôi mới có được một phút để cười. Trả lại đi, ai giúp tôi trả lại đi. Chỉ tư cách với em một phút vì chỉ một lần trong suy nghĩ. Hôm nay tôi buồn, vẫn hôn chỉ còn lại mình tôi đưa đón. Không còn em chờ tôi trước ngõ, lối cũ năm xưa giờ đây vẫn còn. Những lần chạy hẹn em giận dỗi tôi thì nhận lỗi. Tại vì anh công việc tăng ca chỉ để lo lắng tương lai cả hai thôi. Xem anh là người lạ đi rồi gặp mặt vội làm ngơ. Vì trong quá khứ anh đây là gõ cái tên em gọi. Mỗi khi nhớ là thế giới nhỏ em từng ôm trọn vào trong giấc ngủ. Mới khi mơ là anh vẫn gọi em thức dậy thói quen bấu thức đúng 5 giờ. Chỉ để được nghe giọng em nhõng nhẽo phía đầu dây kia. Khi bắt máy câu nói quen thuộc cho vợ ngủ nướng vẫn còn trong đầu của anh đây. Như chưa hề nhẹ để quan tâm cũ nhắc nhở từng buổi ăn sáng. Đi chiếc áo khoác anh luôn nhớ mà khi hạt sương lạnh vẫn chưa tan. Thời gian à trả lại tôi cô bé mỗi sáng đẹp xe đi học. Để tôi ngắm thiên thần nhỏ khi có cơn gió thôi bay mấy tóc. Nhưng chắc không được rồi biết tìm em ở đây đâu. Giữa hàng vạn người em luôn cố né đi cho quýt cắt cầm vào sau. Hôm nay tôi buồn có chút vị mặn vẫn còn động lại. Ai hiểu được phải chi lúc trước tôi đây nhận nhận. Có lẽ bây giờ không dừng bước cho người yêu cũ đến thấy vị trí gánh quát mọi chuyện tôi từng làm. Và rồi vị trí biết đâu anh đứng chỉ là anh đứng tạm thôi. Rồi tôi hỏi còn bao lâu nữa tôi sẽ nhận được một phút để vui. Phải đánh đổi bao nhiêu nước mắt nữa tôi mới có được một phút để cười. Trả lại đi, ai giúp tôi trả lại đi. Chỉ tư cách với em một phút vì chỉ một lần trong suy nghĩ. Hôm nay tôi buồn, vẫn hôn chỉ còn lại mình tôi đưa đón. Không còn em chờ tôi trước ngõ, lời cũ năm xưa giờ đây vẫn còn. Những lần chạy hẹn em giận dỗi tôi thì nhận lỗi. Tại vì anh công việc tăng ca chỉ để lo lắng tương lai cả hai thôi. Production.